Anh Vinh ơi, em xin đi dâu khoai em về em luộc rau cái nhá. Cái đoạn này non này. Vâng. Cái lá nó non này, má. Xin ít nhá. Ừ. Thế tí em nấu cơm xong rồi anh qua ăn với em cho vui nhá. Ừ, anh làm lốt đã xong thì qua nhá. Vâng, nhờ qua đấy. Đây, đậu vừa rán đây. Uầy, tưởng tất thế. Ăn đi. Anh ăn nhá. Ừ, mời anh nhá. Cái này là thịt rang em mới mới làm đấy. Thử miếng. Ừ, ngon lắm. Anh nhớ rửa. Ăn thịt đi. Chiều anh có phải đi đâu không? Có, ăn xong chiều anh nghỉ một lát xong đi là đồng thôi. Ừ. Cái đậu béo nhỉ? Ừ.